Em xin kính chào các bạn và quý vị khán giả thân mến của em. Hôm nay là bây giờ là câu chuyện cấp thứ hai, không phải thứ hai, không thứ hai chiều tối thứ hai rồi, là ngày 16 tháng 3. Đó, trước hết là con chào cô bác chưa nè. Chào cô bác. Có nói làm sao? Cô bác ông bà có khỏe không? Ông bà có khỏe không? Nói chuyện tiếng Việt dễ thương dễ sợ. Hôm nay con có đi học không? Đúng. Tại sao vậy? Em sợ. Tại trường đóng cửa. Tại trường đóng cửa. Đóng cửa bao lâu? 2 tuần. Hai tuần. Ừ, 2 tuần này, trường hiện tại là ở đây là tất cả trường đều đóng cửa khoảng 2 tuần. Thì cái tình hình hồi sáng nay đó, thì em có coi được cái tin tin tức đó là những cái mũi chích thuốc của Mỹ để ngừa COVID-19 và coronavirus đã chích vô 45 người. Thì cái người đầu tiên được chích đó là cô Jennifer Haller, cô 43 tuổi. Thì cô có chia sẻ đó là khi mà cô được chích vô đó, cô cảm thấy giống như chích ngừa cúm bình thường thôi, và cô rất là hạnh phúc là được người đầu tiên thí nghiệm. Thì cô làm việc tại Seattle, thì hy vọng cái mũi thuốc này sẽ được ảnh hưởng, và nếu như mà cái hiệu thuốc này mà được hiệu lực thì chắc có lẽ là phải ít nhất 1 năm mới được hiệu lực. Thì mong rằng có thể là nếu tổng thống có thể ký cái luật hiệu lực sớm hơn thì được thì càng tốt. Thì các bạn thì có thể nếu mà cái hiệu quả của cái thuốc này có áp dụng thì có lẽ sẽ hy vọng tổng thống sẽ ký cái luật để mà cho ra sớm hơn là mình dự định là 1 năm. Thì cái dự định có hiệu lực là 1 năm cho tới 18 tháng mới được ra thuốc. Thì cái đó là theo tin tức của em biết được là như vậy. Con thường thường có đi học, có học gì chắc trong đó nè, con lâu vô đó con học cái gì? ABC. ABC hả? Bé năm nay tháng 3, ôi còn 2 tuần nữa thôi là sinh nhật của bé rồi. Sinh nhật của con mấy tuổi? Ừ. Nó không phải nói cho các ông bà biết con mấy tuổi. Cái đó là cho mấy? Con nói đi, mấy tuổi? Nói dạ, con 5 tuổi. Dạ con 5 tuổi. Trời ơi, nói chuyện tiếng Việt dễ thương với sợ. Bé thì khi mà không có cái máy quay phim á, thì bé rất là dạng, nhưng mà có máy quay phim vô thì bé không 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 có dám nói nhiều, đúng không? Ủa, em của con đâu? Upstairs. Upstairs làm gì? Ngủ rồi hả? Ừ. Mấy đứa con của em á, thiệt sự là rất là ngủ sớm. Thì cái tình hình ở ở khu của em ở hiện hiện tại bây giờ là có 22 người bị nhiễm bệnh rồi. Thì 94 người ở vùng Los Angeles và 22 người ở vùng quận Cam. Cái đó là theo em biết lực là gì. Và cái hiện tại bây giờ đó là cái South Coast Plaza đã được đóng cửa lúc 7 giờ. Bây giờ 7 giờ chưa? 8 giờ 10 rồi. Đã được đóng cửa lúc 7 giờ cho tới 3 tuần ha. 2 tuần luôn, hình như hết cuối tháng 3 này mới mở lại. Con đi đâu? Ừ. Nó, con không có kéo hả? À. Con đi lên ngủ hả? Lên ngủ thì bye bye ông bà đi nè. Con nói sao? Con nói sao? Con nói dạ thưa Dạ thưa các ông bà, các ông bà, cho phép cho phép con con lên lầu ngủ lên đầu ngủ với em con. với em con. Ok, mi gió đi nè. Rồi ok, đi đi. Bye. Bye. Bye, đi đi. Ừ. Bé thì mới gần được 5 tuổi, gần 2 tuần nó mới được 5 tuổi. Thì cái tin tức em cập nhật được đó là bên South Coast Plaza là một trong những cái mall mà phải nói là nổi tiếng của miền Nam Cali, cũng phải nói là đẹp nhất của miền Nam Cali luôn, đã bị nhiễm một người trong một những cái tiệm trong South Coast đó. Đó là có một người nhân viên nha, không phải khách hàng, nhân viên bị nhiễm cho nên đóng cửa ngày chủ nhật ngày hôm qua, và hôm nay sau 7 giờ sẽ hoàn toàn đóng cửa cho 2 tuần. Thì cái đó là cái cập nhật cái tin của khu em ở. Và hiện tại trên miền Bắc Cali là ở San Francisco cũng đóng luôn tất cả business, đồ hình như là tất cả cơ sở thương mại đồ đều đóng, hình như đóng được khoảng 3 tuần. Thì theo bắt trước theo bên bên Ý đó đóng cả 3 tuần luôn, thì để mà giám sát cho cái dịch này cho nó giảm lại.
Thì hy vọng rằng là cái thuốc chích của Mỹ đưa ra ngày sáng nay sẽ được thành công, và hy vọng là các bạn ở nhà, cái cách tốt nhất là mình phải giữ sạch sẽ cho cái đôi tay của mình, và mình ở nhà, nếu như mình không cần thiết đi đâu thì mình đừng có đi, thì đi ra đường thì hãy nhớ đeo bao tay, và lúc nào cũng phải sạch sẽ nhất, quan trọng là cái khẩu trang nha. Còn ví dụ như mà mình đi ra đường đó thì mình đừng có bắt tay ai hết, và cũng đừng có đứng gần để mà nói chuyện, phải đứng cách xa một chút xíu. Hiện tại bây giờ đó, ở tình hình ở quận Cam chỗ em ở đó, thì tất cả chợ đều không còn gạo để bán, không còn trứng để bán, kể cả thịt luôn, không còn cái gì để bán hết. Chứ còn những cái thứ lặt vặt chẳng hạn như trái táo, trái này, trái nọ thì có lẽ là còn. Ngoài ra mì gói thì cũng còn một số. Thì mà nước nè, giấy đi cầu nè, gạo nè, giấy lau tay nè, và khẩu trang không còn chỗ nào để mà bán cả. Thì tình hình hiện tại rất là căng. Em nói thiệt, chưa trong đời của em chưa từng thấy cái hiện tượng nó xảy ra như thế như vậy. Kể cả Tổng thống Trump cũng lên tiếng là mình chỉ cần mua dự trù một tuần thôi, nhưng mà bà con đi mua dự trù tới mấy tháng luôn. Thì có nhiều người ta không có mua được những thứ mà họ cần. Hiện tại bây giờ số bạn của em cũng có một số người không có gạo để mà mua, chứ không phải là không tiền nha. Ở đây bây giờ mình sống cái thời thế này, phải nói là có tiền cũng chưa chắc mua được cái gì cả. Thì em nghĩ chắc cái thời này mình trở lại cái thời tiền sử đó, mình trao đổi với nhau. Thí dụ em có gạo mà em cần muối thì em lấy gạo em qua đổi muối, còn bên kia mà cần nước thì lấy muối đổi nước. Em nghĩ cái cuộc sống bây giờ giống như cái cuộc sống của thời tiền sử, đi trao đổi với nhau như vậy đó. Chứ mà tiền bây giờ chắc mua được. Ngày hôm nay em đi chợ hả, lần đầu tiên em thấy cái chợ mà Việt Nam ship hàng mà để vô cửa nha, chứ không phải là ship hàng để trả tiền đâu. Ship hàng trả tiền đó là bình thường rồi, mà ship hàng vô cửa mà chợ Việt Nam đó chưa bao giờ mà bị cái tình trạng mà ship hàng vô cửa, và chưa có chợ nào tình trạng mà hết gạo đến nỗi đó người ta để là mua không được trả luôn. Chứ lúc trước á, những cái thứ đó mình mua mình có quyền trả, bây giờ đó hả thì mình không có được trả luôn. Cho nên cái tình hình nó phải nói là rất là căng luôn. Phải nói là ai cũng lo sợ cái việc này, nhưng mà cũng tốt thôi. Vì sao? Tại vì người ta tất cả đều đóng cửa cả. Chẳng hạn như là hiện tại là Sông Bài đóng nè, mấy cái mo đóng nè. Mấy cái mo mà bên khu em thì chỉ có mo South Coast đóng, hay mấy mo khác chưa, nó chưa có lệnh đóng. Và trường học đóng nè. Cho nên người ta phải mua đồ ăn để dự trù ở nhà. Thì mình cũng thông cảm cho tình hình chung mà. Chỉ có mình ở nhà là mình có thể ngăn ngừa được cái con vi khuẩn này nó lan ra. Cho nên ai mà đi mấy chỗ nào mình cảm thấy con người mình không được khỏe, bị sổ mũi, bị sốt, bị khó thở, bị đau ngực, bị ho, thì mình hãy nên cách ly và đi vào khám xét nghiệm máu nhé. Thì hy vọng bây giờ 8 giờ là bên Việt Nam là 10 giờ mấy, 10 giờ sáng, tức là cái cô đó chắc có lẽ là xuống sân bay rồi. Thì có gì để tí nữa em hy vọng em sẽ liên lạc được cổ, để coi cổ có bị giữ lịch phi trường mình cách ly 14 ngày theo lời của nhân viên ở trên hãng y hàng không y và nói hay không. Thì đó là cái tin tức mà em muốn cập nhật cho các bạn biết. Hiện tại thì các bạn mà muốn biết thêm cái tin tức mà trực tiếp luôn đó, thì các bạn có thể vào theo dõi trong Facebook của em thì em có để cái link ở dưới đó, cái đường link có thể bấm vô đó và vào thẳng luôn Facebook của em. Hoặc là các bạn có thể vào gõ Lộc Lê, xong để chữ bé Lộc là nó ra em liền. Em có một hình áo dài và đứa em bé, đứa con gái của em đó. Thì cái đó là cái Facebook của em. Chỉ cần các bạn bấm vô Lộc Lê, bé Lộc là sẽ ra thôi. Thì em hy vọng cái mùa dịch này sẽ hết cho sớm. Vì rất là nhiều người họ lo lắng. Thiệt tình luôn á, thấy cái đi ra chợ nè, mua sữa cũng không có luôn, sữa tươi để cho mấy đứa nít uống cũng không có. Và những cái bánh cereal á, bị mua sạch hết, những cái mình cần á, đều bị mua sạch hết. Thiệt là một sự phải nói là khủng hoảng thiệt luôn á. Cái này là vừa khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tinh thần. Và khủng hoảng luôn cái người mà, giống như là cái sự mà kỳ thị nữa. Mình ra đường á, ai mà thấy đầu đen á, là người ta nhìn rồi đó. Nhất là ví dụ mình đi mà mình bị hắt hơi đi, mình đang bị ắc xì đi. Mình đang xếp hàng, mà mình bị ắc xì một cái là người ta nhìn liền. Nếu như mình bị ác xì mà nhiều lần chắc bảo đảm là người ta bỏ chạy luôn đó các bạn ơi.
cho nên mình phải giữ gìn sức khỏe nha. Em cũng cảm ơn một số bạn bè bạn, một số anh chị cũng đã nhắn tin hỏi thăm về sức khỏe của em. Thì hiện tại thì em cũng khỏe rồi. Em thì dễ khỏe lắm, giống như các clip hồi sáng em có nói đó. Em bệnh thì nhanh nhưng mà em khỏe cũng nhanh lắm, hồi phục rất là nhanh. Hiện tại bây giờ là trời cũng đang mưa, mưa dữ lắm. Cho nên hy vọng là cái mũi thuốc mà Mỹ đã phát hành đó là hy vọng sẽ thử nghiệm thành công. Và em tin rằng có nhiều người ta nói thử thì thử chứ chưa chắc thì thành công, nhưng mà mình sống thì mình phải có lòng tin. Cái lòng tin và cái tinh thần của mình nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống. Cái gì mình cũng phải có lòng tin, cái gì mình cũng phải đứng vững cái tinh thần của mình, thì mình cái lập trường của mình mới được bền vững cho tương lai hơn. Còn mình mà không tin tưởng vào cái gì đó thì có lẽ là mình sẽ dễ bị suy sụp tinh thần hơn. Thì em mong rằng các bạn cũng vậy, hãy giữ lấy lòng tin của mình, phải ở nhà bảo vệ cho đôi tay của mình và bảo vệ cho người thân của mình. Ra đường thì phải nhớ cẩn thận, rửa tay cho đều đều vô, sạch sẽ thì nó sẽ tốt hơn. Nhất là bàn tay của mình nó đừng có đụng vào mắt, đừng đụng vào mũi và đừng có đụng vào miệng. Và cái thứ hai là đừng bắt tay với người khác ở ngoài đường. Thì cái hàng tay là những cái con vi khuẩn, cái con vi trùng có thể dính vô những cái ngón tay của mình rất là nhiều, cho nên mình phải cẩn thận. Thì em mong rằng cái mùa dịch này, hết tháng 3 này mùa dịch sẽ hết. Em hy vọng như vậy. Nếu như mà không hết á thì sẽ rất có nhiều người bị cái kinh tế thất nghiệp, thì nhà hàng đóng cửa, tất cả chiều điều mà đóng cửa thì sẽ không có tiền để mà chi. Em có một đồng marketing nữa là ở trên thành phố miền Bắc Cali, San Francisco, thì những người nào mà cần giúp đỡ về tiền bạc á, thì hình như là chính phủ sẽ giúp thì phải, nhưng mà cái không biết cái điều luật đó nó thông qua chưa. Và nếu mà không ai mà không có trả được nổi tiền nhà đó thì cái luật nó sẽ thông qua là hình như là nó xin chủ nhà miễn trả tiền nhà. Chắc có lẽ là cái này sẽ thông thôi, tại vì nếu như cái này mà duy trì vài tháng đó thì mọi người sẽ bị đói, không có tiền. Không phải ở Mỹ là ai cũng giàu có đâu nha các bạn. Thực sự ra ở đây đó cái đời sống mình nó cao thiệt, mình sống sung sướng thiệt, bất cứ cái gì ở đây cũng có. Nhưng mà đồng tiền kiếm rất là cực khổ. Nhiều khi có nhiều người ta làm cả 100.000 đô một năm mà không có dư cắt bạc nào cả. Có nhiều người ta làm 1 triệu thì không biết người ta có dư hay không, nhưng mà cái đời sống á, mà mình càng sống cao á, thì mình xài tiền nó càng cao thôi. Cái đó là theo kinh nghiệm của em biết là như vậy. Thì em hy vọng các bạn hãy hỗ trợ nhau. Thì thí dụ như hàng xóm của chúng ta cần gạo thì mình nên cho vài lon giúp đỡ cho họ thì cũng tốt thôi. Trong cái mùa dịch này mà, thì người ta có ông bà xưa mình có câu đó là hoạn nạn mới thấy chân tình. Thì em hy vọng các bạn hãy giúp đỡ lẫn nhau và hãy vừa cùng nhau nắm tay, đừng nắm tay nha, cùng nhau vượt qua khỏi cái đại dịch này em chưa từng thấy trong đời của em luôn. Dịch mà chưa đánh tới người mình mà là cái khủng hoảng tinh thần đã đánh tới rồi. Cho nên mọi người hãy nhìn hãy bình tĩnh mà lo lắng nha, đừng có hoảng sợ quá. Có gì thì chính phủ sẽ lo thôi, không có bị gì đâu, đừng có lo. Thì em xin cảm ơn các bạn nhiều lắm đã theo dõi cái clip này của em. Và nếu như các bạn yêu quý em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye. Em chúc các bạn một buổi trưa, ăn trưa thật là ngon miệng nhé. Bye bye.